mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp nhiệm màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lòng tham. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên những sông tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạt an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sức tham hận si, cho con trí thức thêm lòng từ bi. Thầy là thuốc chí sáng đường con đi. Đời con biết nương tựa chánh pháp, dù sáng khó vẫn bên lòng tiếng tu. Đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dàng, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Đền đáp nghĩa ơn thầy dịu dàng, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn trẻ thân mến, khóa tu mùa hè năm 2008, trong buổi pháp thoại hôm nay, thầy sẽ trình bày với các em về đề tài đẹp người, đẹp nết. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này có hình tướng khác nhau, người cao, người thấp, người mập, người ốm, người sang, người hèn, người mắt một mí, người mắt hai mí, người thì chân mày rộng, chân mày thưa, người mũi cao, mũi thấp, người miệng to, miệng nhỏ, người tai dài, tai ngắn, người mặt tròn, người thì mặt dài. Có ai mặt méo không? Cũng có, phải không? Người mặt đầy, người mặt hóp, vân vân. Mỗi người có hình tướng khác nhau, nhưng tâm lý chung ai cũng muốn mình đẹp, đặc biệt là phái nữ. Phái nữ tượng trưng cho bông hoa, mà bông hoa nào cũng muốn đẹp. Cho nên những người khi sinh ra không được đẹp thì tìm cách làm cho nó đẹp bằng cách là trang điểm hoặc sửa soạn. Cho nên mới có ra đời thẩm mỹ viện và các bác sĩ thẩm mỹ để chăm sóc cũng như giúp cho các bạn nữ được đẹp. Lông mày của mình rậm có thể ngồi cắn răng mà nhổ, nhổ cho nó thành cái chân mày lá liễu. Bây giờ có cái phương pháp xăm. Xăm một lần là xài hoài. Mắt một mí đi cắt thành mắt hai, hai mí. Lỗ mũi mà cái sóng có thấp thì nâng lên cho cao. Cái môi á, khi đi đâu, ngày xưa người ta phải
có cái thỏi son á bôi vô. Nhưng mà bây giờ khỏi cần bôi nữa mà xăm phải không? Xăm rồi còn sửa cho cái đôi môi của mình thành môi trái, rồi trái tim. Cái ngực mà nó lép á, đến thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ nâng lên cho nó cao. Bụng mà mở mà hơi to một chút á, đến thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ hút mỡ cho nó có eo. Móng tay, trước đây các em nữ là cắt cho nó dài, nhọn, bôi sơn màu hồng hay màu đỏ phải không? Rồi sau đó đổi mốt là màu trắng đục, có chấm đen phải không? Bây giờ người ta có cái mốt mới là không có cắt nhọn dài nữa mà cắt tròn tròn, giống cái hình bán nguyệt. Bôi sơn á, thì chỉ bôi có một cái viền ở ngoài thôi, không có bôi hết móng tay, đúng không? Đó là thầy sơ qua những thứ làm đẹp thuộc thân thể. Còn những thứ làm đẹp ngoài thân thể như quần áo, giày dép, nữ trang vân vân thì kể không hết được. Ngoài sắc đẹp của tự thân ra, cái vật trang sức bên ngoài cũng góp phần làm cho cái thân hình đẹp thêm. Cho nên các cụ xưa có câu: người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Đối với người nữ, việc làm đẹp bản thân là chuyện bình thường. Nếu thân không đẹp thì làm cho đẹp. Bây giờ các bác sĩ thẩm mỹ có thể thay đổi toàn bộ cái gương mặt của chúng ta từ xấu thành đẹp. Cái thân hình của chúng ta các bác sĩ cũng có thể phẫu thuật làm cho thon, gọn, đẹp. Không những người nữ muốn mình đẹp mà phái nam cũng có những người muốn mình đẹp. Bây giờ những người nam cũng xí soạn lắm, cũng rất là điều. Đến nhờ bác sĩ thẩm mỹ á, cắt mắt rồi nâng mũi nữa. Thậm chí cũng có một số người nam muốn biến mình thành người nữ cho đẹp. Nên đi qua bên Thái Lan đó để chuyển đổi giới tính từ người nam thành người nữ. Họ cũng nâng ngực rồi cắt mắt, nâng mũi, chuyển từ người nam thành người nữ. Một người có thân hình xấu muốn biến thành đẹp thì phải trải qua những cái ca phẫu thuật rất là đau đớn. Có 3 vấn đề mà người giải phẫu thẩm mỹ phải chịu. Phần này các em nữ cố gắng lắng nghe. Thứ nhất là khi giải phẫu đau đớn và tốn tiền. Chẳng hạn như khi mình xăm chân mày, thì khi xăm kim đâm vào da thịt mình rất là đau. Sau khi xăm xong một thời gian, nếu chúng ta không thích thì phải xóa. Mà xóa đó, trước đây người ta phải dùng phẫu thuật, có nghĩa là phải cắt cái vùng xăm nó đi.